Tổng thống Joe Biden và khối Liên Âu đã đạt được một thỏa thuận nhằm đối phó với Nga trong vấn đề khí đốt. Theo thỏa thuận này, Hoa Kỳ sẽ tăng cường vận chuyển khí đốt xuyên hai bờ Đại Tây Dương, với hy vọng sẽ làm suy yếu sức mạnh áp đảo của Nga trên thị trường năng lượng. Phát biểu tại Brussels sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết người đồng cấp Nga, ông Putin, đã lợi dụng vị thế áp đảo của Nga với tư cách là nhà cung cấp khí đốt chính cho châu Âu, ép buộc và thao túng các nước láng giềng. Ông Joe Biden cũng nói rằng số tiền Nga thu được từ việc bán vũ khí và khí đốt được dùng cho các hoạt động quân sự của nước này. Gần đây, cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo như tờ Guardian, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định quan hệ đối tác của Hoa Thịnh Đốn với các quốc gia Liên Âu sẽ tước bỏ vũ khí năng lượng của ông Putin bằng cách giúp châu Âu giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và giảm nhu cầu của châu lục này về vấn đề khí đốt. Thưa quý vị, cho đến nay thì chúng ta biết rằng khí đốt ở tại Âu Châu nó rất là quan trọng, bởi vì nó sưởi ấm cũng như là nó làm tất cả những cái vận hành cho cuộc sống. Mà từ trước đến nay thì Nga là cái nhà cung cấp chính, và vì vậy mà cái thỏa thuận này đã giúp cho Âu Châu có thể chống lại Nga một cách rõ ràng hơn.